giờ mới dậy. Trong lúc đó, má Trần không chỉ một lần gọi cô xuống lầu ăn điểm tâm, nhưng thật sự cô rất mệt mỏi. Đứng ở trước gương, miệng Phó Nhiễm đầy bọt. Lúc đang đánh răng bỗng giật mình suy nghĩ lại, chỉ nhớ nối tiếp nhau hiện lên thành một khoảnh khắc vượt quá giới hạn. Cô nhắm mắt lại, cầm cái ly lên hung hăng súc miệng. Cô không nghĩ tới, cho dù trước kia mình thành hữu vô gại, khốn khiếp, cũng không làm chuyện cưỡng ép người khác. Cô càng không nghĩ tới, có một vật nào đó, chỉ là quá sợ sẽ đánh mất, mới tưởng là nếu không từ mọi thủ đoạn, nào sẽ giữ lại được. Phó Nhiễm rường xuống dưới tầng, vừa lúc Phạm Nhàn định đi gọi cô ăn cơm trưa. Nhanh đến đây ngồi, điểm tâm cũng không muốn ăn, đói bụng lắm sao? Mẹ, con ít khi được ngủ nướng, cha đâu? Hôm nay đơn vị cha con có chuyện. Phạm Nhàn không ngừng gắp thức ăn cho Phó Nhiễm, ánh mắt tràn đầy dò xét. Tối hôm qua lúc nào thì trở về? Ui, tạm thời ở phòng công tác bận đến rất khuya. Phó Nhiễm trả lời mất tự nhiên. Tiểu Nhiễm, nếu còn quyết định hủy hôn cùng Thánh Hữu, cũng đừng dây dưa không rõ. Ý của mẹ con có hiểu không? Con không có. Phó Nhiễm mệt mỏi nghe Phạm Nhàn nói rồng dài. Con biết rõ mình đang làm cái gì. Không có thì tốt. Ăn cơm xong, Phó Nhiễm đi phòng làm việc. Phạm Nhàn thì lên lầu thay quần áo, gọi điện thoại cho Vư Ứng Nhụy. Lái xe dừng xe ở đầu đường dành riêng cho người đi bộ. Vư Ứng Nhụy khoác tay Phạm Nhàn. Mẹ, có chuyện gì sao không đợi khi con làm việc xong, thật vất vả mới xin được 2 tiếng ra ngoài. Con làm ở đây, tiền lương cũng không hơn được. Hôm nào mẹ nhờ người tìm cho con công việc tốt hơn. Thật sao? Đi thôi, mua cho con 2 bộ quần áo mới đi. Phạm Nhàn đưa Vư Ứng Nghị đi vào một cửa hàng bán đồ phụ nữ ở hướng Nam. Bà ở bên cạnh cẩn thận chọn quần áo cho Vư Ứng Nghị, giả vờ như là thuận miệng nói chuyện. Hôm nay, mẹ mới vừa hỏi Tiểu Nhiễm, đứa nhỏ này cũng tốt, nói đã dập chấm dứt tất cả với Thành Hữu. Nhị Nhị à, người mà mẹ lo lắng nhất vẫn là con. Mẹ, còn có gì có thể làm mẹ lo lắng? Vư Ứng Nghị lờ đãng tựa vào bên cạnh. Phạm Nhàn dừng động tác trong tay lại, mắt liếc nhìn cô. Có câu nói, phụ nữ theo đuổi đàn ông chỉ như cách một lớp vải mỏng. Lúc Tiểu Nhiễm bắt đầu cùng Thành Hữu cũng không có tình cảm. Đây không phải là lâu ngày sinh ra tình cảm hay sao? Nếu là yêu, tại sao lúc này lại muốn rời đi? Phạm Nhàn liền giật mình, về sau, cười đưa tay dí nhẹ vào trán cô. Có lẽ đầu óc con không thông suốt rồi, Thành Hữu thích Tiểu Nhiễm, con cũng không nhận ra sao? Sắc mặt Vư Ứng Nghị căng thẳng, con không nhận ra được. Đến đây, thử cái này một chút xem như thế nào. Phạm Nhàn ứng thử cho cô. Nhị Nhụy, tình cảm cần phải có thời gian. Không sợ con yêu không đúng người, chỉ sợ con không nhận ra cơ hội. Sau khi Minh Thành Hữu mượn rượu giải sầu cả tháng, giống như là đã vượt qua cửa ải khó khăn này, lại làm lại từ đầu lần nữa. Hắn tự thành lập công ty mới, bỏ ra một số tiền vốn rất lớn vào đó, có cảm giác là được cả ăn cả ngã về không. Nhưng rốt cuộc, công ty lại không phải là hào khôn có mấy chục năm trên thương trường, thực lực hùng hậu. Lúc bắt đầu rất khổ cực, Lý Vận Linh không tán thành cách làm của Minh Thành Hữu, nhưng nếu như cả những số tiền vốn này cũng thua sạch, cũng có nghĩa là mất hết tất cả. Minh Thành Hữu có ý nghĩ đơn giản mà dứt khoát. Nhưng nếu không thử sức mà đã buông tay, hắn cũng chỉ có thể là một người ngồi ăn chờ chết ở nhà, không làm gì được. Khi ở Hào Khôn, hắn là một người quen biết rộng, nếu muốn ra ngoài tìm cơ hội, chắc cũng là không khó. Qua giữa trưa, thời tiết sáng sủa, rõ ràng còn chợt thấy hiện tượng ấm áp, bầu trời trong vắt bao la có những đám mây tầng tầng lớp lớp di chuyển bất thường hướng phương Bắc. Vư Ứng Nghị cùng vài đồng nghiệp ra ngoài công ty ăn cơm ở một quán ăn gần đó,
vừa nói vừa cười không qua, người gác cổng. Đưa mắt lên nhìn, cô thấy bóng dáng cao lớn dừng lại ở cửa xoay cách đó không xa. Khuôn mặt đẹp trai, dày tây, bớt chút cương quyết cùng kiêu căng ngày xưa, quá mức đau thương cùng ung dung. Minh Thành Hữu nhẹ nhàng hất cằm, giống như đang ngẩng đầu, mất hồn mà nhìn về bầu trời. Trợ lý bên cạnh đến thoáng không ngừng, tay thì đảo văn kiện kẹp sáng nách bên kia, dáng vẻ chứa đầy căm phẫn. Nhưng người đàn ông kia lại bình tĩnh như giao long, hắn đứng ở trong đó, càng giống như một pho tượng khó có thể dung chuyển thần sắc. Mọi người về phòng làm việc trước đi, tôi gọi điện thoại. Vừa ứng nghị nói xong ra vờ lấy điện thoại di động ra. Thấy các đồng nghiệp lần lượt đi vào công ty, lúc này vừa ứng nghị mới đem điện thoại di động thả vào trong túi. Cô siết chặt một góc váy, bước chân không nghe sai bảo sắp đến gần. Ngay sau đó cũng nghe được rõ ràng lời nói của vị trợ lý kia. Tam thiếu, mấy chỗ liên tục đều là dáng vẻ này, chúng ta... Minh Thành Hữu phất tay ý bảo hắn đừng nói thêm nữa. Cũng không ngoài dự kiến của tôi có chuẩn bị tâm lý. Vừa ứng nghị bước lên bậc, cố gắng nói thật nhẹ nhàng, cố hết sức muốn ra vẻ giống như chỉ là vô tình gặp nhau. Chào, Tam thiếu. Minh Thành Hữu vẫn nhìn lên cao cũng không nói một lời, ánh mắt nhìn chăm chú làm cô thấy lo sợ. Một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn. Có chuyện gì sao? Vừa ứng nghị không biết làm sao, cô chỉ đại sảnh sau lưng Minh Thành Hữu. Tôi làm ở đây. Minh Thành Hữu gật đầu coi như là đáp lại. Trợ lý bên cạnh lại tới gần hắn nói gì đó, sắc mặt Minh Thành Hữu càng thêm nặng nề. Đi thôi, tìm nơi tiếp theo. Nói xong, hắn không để ý hỏi han vừa ứng nghị, càng không chào hỏi cô cho phải phép. Hắn đi qua sát bả vai cô, một người đàn ông đặc biệt như vậy, mùi nước hoa trên người như ẩn hiện mãi mãi là vừa phải, không đủ đường hoàng cũng sẽ không khiêm tốn tới bụi bặm. Cô kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn thấy bóng lưng của hắn biến mất trong xe. Đi vào trong phòng làm việc, đám người về một chỗ buôn chuyện. Vì thời gian nghỉ trưa cho nên có thể không cần kiêng kỵ. Ồ, chúng ta ăn cơm xong trở lại đụng phải Minh Tam thiếu rồi. Người thật có thể đẹp trai hơn so với trên tivi nhiều. Làn da kia, dáng người kia, mình mới đi tới bên cạnh hắn đều có cảm giác không thở nổi. Phải hay không? Phải hay không? Mê trai. Một người cuộn giấy A4 thành một vòng gõ vào đầu cô. Mình Tam thiếu thất thế, nếu là trước kia, hắn sẽ hạ mình tới lại công ty chúng ta sao? Thôi đi, hắn thất thế hay không, không liên quan gì tới chúng ta. Nếu là trước kia, cô có thể nhìn thấy người thật sao? Lại nói, bị mất quyền lực thì thế nào? Tiền vẫn ăn không như hết cũ. Về điểm này, chồng cô có chút khả năng. Trong lòng vừa ứng nghị trầm xuống, tựa vào trong ghế, tinh thần không khá lên. Chỉ là quản lý cũng thật là, chẳng những không thấy Minh Tam thiếu tự mình tới cửa, ngay cả hợp đồng đưa tới đối tác đều ngăn cản, mọi người không được nhìn thấy dáng vẻ nịnh bợ của ông ta đâu. Chậc chậc. Không thể như vậy được sao? Một cô gái khác lắc đầu thở dài. Chính mắt tôi trông thấy thư ký Vương đem hợp đồng ném vào thùng rác. Không phải đâu. Vừa nghĩ cầm ly thủy tinh trên bàn lên, hùng hằng rót mấy ngụm nước. Nghe thêm nữa, quả thật sẽ điên lên mất. Cô đứng dậy đi tới trước máy đun nước của khu làm việc. Lúc khom lưng lấy nước, thấy các đồng nghiệp nói về đồ vật đó. Thừa dịp không có người chú ý, cô nhanh chóng nhặt lên. Tiện tay lật tới lật lui, mặc dù có chút không hiểu kiến thức chuyên môn, nhưng có thể nhận ra ý hợp đồng rất tinh tế cùng chu đáo. Trợ lý của thư ký Vương cầm điện thoại từ trong phòng làm việc riêng đi ra. Nhụy nhụy, chị thấy Vương rồi sao? Không có. Một phần tài liệu Lý Tổng muốn lập tức đưa qua, điện thoại cô ấy cũng không có mang theo bên người. Giờ này chắc chắn là đi ra ngoài ăn cơm. Hôm nay tương đối trễ, cô ấy mới đi.
Vừa ứng nghị xoay mặt trái hấp đồng dơ dơ lên hướng trợ lý. Tôi mới vừa làm xong, bây giờ vào lấy, chỉ đợi thêm một chút nữa, tôi đến đó cho. Vừa ứng nghị đi vào phòng làm việc của thư ký Vương, thấy một xấp tài liệu thật chỉnh tề đặt ở bên máy tính. Nói không chừng, đúng là phần tài liệu Lý Tổng muốn. Cô đem hợp đồng kẹp ở bên trong, tiện tay ôm lấy sau đó đi tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Khoảng một tiếng sau, Lý Tổng trong cơn giận dữ sắc mặt tái xanh chạy vào khu làm việc, hắn vùng tài liệu trong tay. Ai làm vậy? Thư ký Vương, lời của tôi nói, cô không nghe thấy hay là lỗ tai bị điếc? Tôi cho cô đem vật này vào sao? Thư ký Vương mới đi ăn cơm trở về, sợ tới mức mặt trắng bệch ấp úng. Tôi... không phải. Còn nói không phải, vậy vật này ở đâu ra? Lý Tổng tức giận, bụng bia không ngừng phập phồng, mặt trưởng thành màu gan heo xanh đen. Các cô gái trong văn phòng hai mặt nhìn nhau, vừa nghĩ đẩy ra cái ghế, nghe thấy giọng nói của chính mình, bình thản không hoảng hốt. Lý Tổng, là tôi kẹp ở bên trong. Cô... Lý Tổng tức giận tiện tay vứt đi, bởi vì xấp giấy tờ nhiều quá nên khi đem giấy A4 phân tán ra xung quanh. Cô... Lý Tổng, ông cũng không nhìn một cái xem, làm sao biết không có khả năng hợp tác? Nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh kéo vạt áo người còn lại. Xem, nhị nhị hôm nay điên cuồng. Cô dám dạy dỗ tôi, bây giờ là thói đời à? Còn ai dám rước lấy vị tam thiếu này? Cô lại muốn quan tâm giúp đỡ, cô không là mẹ hắn, cũng không là tình nhân của hắn. Lý Tổng, công ty chúng ta trước kia cũng nhờ hào khôn mà có không ít lợi ích chứ. Nhị nhị, thư ký Vương kéo cô qua. Đừng nói nữa. Cút đi, đừng làm cho tôi gặp lại cô nữa. Lý Tổng mặt đỏ tới mang tai, vừa ứng nghị bỏ thẻ nhân viên xuống ném mạnh trên mặt bàn. Ai mà thèm ở lại nơi này, chỉ lo lợi ích không nói đến tình người. Cuối cùng, một ngày nào đó sẽ phá sản. Còn nữa, trả cho tôi tiền lương tháng này cùng tiền bồi thường 3 tháng. Nếu không, tôi sẽ tới cục lao động kiện ông. Đi đi. Cô ôm cái thùng ra khỏi công ty, hắn sẽ không biết cô làm vì cái gì. Nhưng có một tình yêu, vui vẻ chịu đựng. Vừa ứng nhị quay đầu lại ngắm nhìn, sau đó bước nhanh rời đi không hề lưu luyến. Phó nhiệm đóng cửa phòng làm việc, xuôi theo hành lang màu xanh nhạt tiếp nhận ánh chiều tà khẽ hắt qua cửa sổ. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, sợ rằng mùa xuân có thể sẽ đến vào ngày mai. Cánh tay cô vắt một cái áo khoác màu nâu nhạt, đi tới tầng dưới cùng, thấy chiếc xe màu đen dừng trước cửa. Minh Tranh dựa vào bên cạnh xe, nhìn thấy cô xuống, tiện tay đem mẩu thuốc lá nhét vào trong thùng rác bên cạnh. Mình tự làm, mình còn muốn vất vả. Phó Nhiễm cảm thấy bên ngoài có chút lạnh, liền đem áo khoác mặc vào. Không kiếm tiền, tôi sẽ chết đói. Minh Tranh cười yếu ớt, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong. Thứ anh có chính là tiền, ít nhất có thể đảm bảo cho em không lo lắng chuyện cơm áo. Lời giống vậy gợn lên trong lòng ký ức muốn giấu giếm. Cô nhớ trước đó Minh Thành Hiệu cũng từng nói với cô như hắn chính là người như vậy, cao ngạo không hiểu phóng túng, nhưng lúc đó thì ăn sống tương đối thoải mái. Tiểu Nhiễm, Minh Thành gọi cô. Phó Nhiễm hoàn hồn, tôi phải về nhà. Cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà. Phó Nhiễm muốn từ chối, nhưng Minh Tranh đã nhét cô vào ghế lái phụ. Cô cài dây an toàn, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh. Sẽ không có phóng viên chứ? Nếu như chúng ta bị chụp ảnh đi chung với nhau, lại có chuyện bé xé ra to. Sóng gió này sớm đã qua, còn có thể ngày nào cũng theo dõi chúng ta không ăn cơm sao? Cũng thế. Phó Nhiễm không yên lòng, Minh Tranh mở âm nhạc ra, một bài hát nối tiếp đau thương, Dòng nước không lớn của The Well. Bên trong không gian, cô có thể nghe tin tức về Minh Thành Hữu lại một lần nữa.
Tóm lại, mọi chuyện của hắn không thuận lợi. Mấy ngày đầu mới hủy bỏ hơi nước phó nhiễm cũng không thấy như vậy. Tất cả các tờ báo trên nhau có những tựa đề nói về cô quá mức không thể chịu nổi. Thậm chí, có chuyên mục còn đặc biệt mời người sáng tác một bài viết dài kỳ. Để ý một chút, có thể nhận ra nhân vật chính là ám chỉ đến mình, đến chính phó nhiễm. Muốn ăn món gì? Minh Tranh nghiêng đầu thấy cô không nói, bàn tay vỗ nhẹ sau gáy cô. Thế nào luôn là mất hồn, đang suy nghĩ người nào? Tùy ý đi, nhưng tôi không muốn ăn cơm ở Tây. Nơi Minh Tranh đưa phó nhiễm đến có tên là món cay Tứ Xuyên. Gió đêm hơi lạnh, khí hậu như vậy rất thích hợp để ăn cay. Phó nhiễm ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu đỏ chói, xuyên thục nhân gia, bốn chữ lớn đủ để làm người khác muốn ăn. Cô đi theo Minh Tranh tới đại sảnh. Đúng, buôn bán thật là thịnh vượng. Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường. Lái xe cẩn thận nhìn kỹ đằng sau. Minh Thành Hữu đang ngủ say, lồng mì khép chặt, áo khoác dậy trên đôi vai. Nữ thư ký ngồi ở ghế phụ vươn tay đẩy hắn một cái. Tam thiếu. Hắn tỉnh táo mở mắt. Xuống xe ăn một chút gì đi. Hai ngón tay Minh Thành Hữu nhấn giữa hai đầu lông mày, ngẩng đầu ngó ra ngoài cửa sổ. Vừa lúc nhìn thấy đầu đường có quán ăn. Đi, mời mọi người đi ăn món cay Tứ Xuyên. Phó nhiễm ăn cay xè nóng bỏng miệng, uống nước lạnh. Nhân viên phục vụ đưa ba người dẫn tới trước bàn trống duy nhất. Minh Thành Hữu để cho nữ thư ký phụ trách chọn món ăn. Ánh mắt lờ đãng liếc thấy bóng dáng quen thuộc, hắn liếc xéo. Thật đúng lúc phó nhiễm cùng Minh Tranh ở ngay bên cạnh. Phó nhiễm đưa lưng ra phía đó nên không phát hiện ra. Tầm mắt Minh Tranh xuyên qua bóng dáng của nhân viên phục vụ đang chờ khách chọn món ăn, chạm với ánh mắt của Minh Thành Hữu. Hai người lạnh lùng nhìn nhau, cũng không ai mở miệng chào hỏi. Minh Tranh coi như không có chuyện gì xảy ra, gắp lên một món vào trong chén của phó nhiễm. Ánh mắt của Minh Thành Hữu cũng theo hắn dừng lại chỗ phó nhiễm. Cô ăn cay, cả người đổ mồ hôi, bàn tay không ngừng vỗ lên môi, nhưng lại thích ăn những món này. Nụ cười Minh Tranh tràn đầy đáy mắt, rút khăn giấy ra lau khóe miệng của cô dính dầu mỡ. Phó nhiễm đang nhai bỗng dừng ngừng lại, thần sắc lúng túng nhận lấy khăn giấy trong tay hắn. Để tự tôi làm. Trong phút chốc ngẩng đầu, lại cảm thấy đối diện có một ánh mắt như thiêu đốt đang nhìn cô. Phó nhiễm không kịp chuẩn bị đối mặt với Minh Thành Hữu, sợ hãi sặc ớt ở trong cổ, khom người ho khan kịch liệt. Trong miệng, thậm chí trong lỗ mũi cũng nóng bỏng như lửa. Minh Tranh vội cầm ly nước lạnh, cạnh cô đưa lên cho cô. Uống nhanh một hớp. Sau đó, thân thể cao lớn đứng sau lưng phó nhiễm, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cô. Không ít người nghe thấy động tĩnh cũng nhìn sang, phó nhiễm lấy tay che mặt. Tôi đi nhà vệ sinh một chút. Dùng nước lạnh súc miệng, mới thấy tê hết cay trong miệng. Phó nhiễm trở về phòng khách, vừa lúc nhân viên phục vụ đang để món ăn trên bàn bên cạnh. Minh Thành Hữu vắt một chân lên, cái bật lửa bạch kim trong tay gõ trên mặt bàn phát ra tiếng vang thùng thùng. Tầm mắt hắn không che giấu đi chút nào chăm chú, nhìn về phía phó nhiễm. Thoát ra một chút tình cảm, cô có khó có thể biết được. Không sao chứ? Đối mặt vẻ ân cần của Minh Tranh, phó nhiễm lắc đầu một cái, cô lại ngồi vào chỗ của mình. Minh Tranh cười chỉ sang cô. Nhìn xem, sặc đến cả lỗ mũi cũng thấy đỏ. Cô đưa tay sờ sờ chóp mũi, dù không ngẩng đầu lên, cũng có thể cảm thấy ánh mắt kia của Minh Thành Hữu giống như hận không thể xuyên thủng cô. Minh Tranh tiếp tục gắp thức ăn vào trong chén cô lại không còn hào hứng nữa. Lòng như lửa đốt, nhạt như nước ốc. Minh Thành Hữu nhớ lại rõ ràng trước khi đi phó nhiễm đã nói. Cô nói không là bởi vì Minh Tranh, chỉ đơn giản là cô không yêu. Nhưng lúc này mới không được bao lâu bọn họ lại ra vào có nhau, bắt đầu thắm thiết,
Đáy lòng vụt đau lớn, rời núi lấp biển sao có thể làm hắn lừa mình dối người. Cuối cùng, Phó Nhiễm khó có thể thấy ngon miệng, cô buông chiếc đũa trong tay. Tôi ăn đủ rồi. Thật sao? Ánh mắt Minh Tranh dò xét. Em không ăn được bao nhiêu. Buổi chiều ở phòng làm việc, tôi đã ăn hamburger. Đôi đũa trong tay Minh Tranh không ngừng đưa đi đưa lại, gắp đồ ăn đầy bàn. Vậy, em đợi một lát nữa, anh còn đói bụng. Tam thiếu, một ngày đi khắp nơi thật vất vả rồi, nhanh ăn đi, cơm trưa của anh cũng không thể ăn thật ngon. Nữ thư ký thân mật gắp thức ăn cho hắn, Minh Thành Hữu yêu cầu rượu. Phó Nhiễm như đứng đống lửa, như ngồi trên đống than, đợi đến khi Minh Tranh ăn xong. Hắn ngót tay gọi nhân viên phục vụ thanh toán, người phục vụ cầm hóa đơn trên bàn. Tổng cộng là 488. Còn có bàn bên cạnh kia. Minh Tranh lấy ví tiền ra, người phục vụ đi tới nhìn thực đơn. Phó Nhiễm nhìn thấy anh ta cùng Minh Thành Hữu nói vài lời. Ngay sau đó, Minh Thành Hữu ngẩng đầu nhìn cô cùng Minh Tranh, ánh mắt lạnh như băng, nhíu đầu lông mày lên có thể thấy rõ vết thương mơ hồ. Cô vậy vội mở to mắt, người phục vụ trở lại trước bàn. Bọn họ nói, không cần xin ngài, tự mình sẽ thanh toán. Anh nói cho cậu ta biết. Minh Tranh dùng ngón tay chỉ vào Minh Thành Hữu. Tôi giúp cậu ta tiết kiệm số tiền này, có thể làm cho người ta kính thêm mấy ly rượu lúc cậu ta lập quan hệ. Người phục vụ lúng túng đứng im tại chỗ. Minh Tranh nói chuyện rất lớn tiếng, trợ lý cùng thư ký ngồi bên cạnh Minh Thành Hữu cũng ngẩng đầu lên cẩn thận, nhìn thần sắc người đàn ông. Minh Thành Hữu làm ngơ, chỉ nhấp ngụm rượu. Ánh mắt Phó Nhiễm lộ ra không thể tin, có chút giật mình mà nhìn về phía Minh Tranh. Người phục vụ bất đắc dĩ xoay người. Đợi chút. Phó Nhiễm gọi anh ta lại. Không cần, chỉ tính của chúng tôi thôi. Không đợi mọi chuyện sẽ tiếp tục, cô đã cầm áo khoác lên để trên ghế dựa bước nhanh đi ra ngoài. Minh Tranh trả tiền xong rời đi, thấy Phó Nhiễm đứng ở trước cửa, hai người không cãi vã ở nơi công cộng. Ngồi vào ghế phụ cài dây an toàn xong, Phó Nhiễm mới nặng nề mở miệng. Tại sao nhất định anh phải như vậy? Anh thế nào? Lần trước ở nghĩa trang cũng thế, chẳng lẽ công ty thật sự thiếu chiếc xe kia sao? Anh làm cho luật sư của hắn khó xử trước mặt mọi người. Cái gì thuộc về anh hay không thuộc về anh đều có rồi, anh còn muốn cái gì nữa? Cái gì gọi là vật mà anh không nên có? Từ trước đến giờ, Minh Tranh luôn bình tĩnh, giờ ánh mắt cũng dâng lên sóng ngầm. Tại sao lại cho rằng cái đó là hắn nên có được? Nhưng ít ra, anh không nên chà đạp tôn nghiêm của hắn nữa. Tiểu Nhiễm, anh sẽ không cho hắn cơ hội trở lại như ngày xưa. Hắn không, mẹ con hắn không có cơ hội cưỡi lên đầu lên cổ anh nữa. Em sẽ không hiểu được đâu. Bây giờ, là anh là người quản lý của Hào Khôn, hắn là em trai của anh. Lại nói, hắn tự lập công ty cũng không có va chạm đến anh. Phó Nhiễm không muốn nhìn thấy Minh Tranh cạn tàu ráo máng. Tiểu Nhiễm, có một số việc anh không ngại nói toạc ra với em. Cho dù hắn không để lại Hào Khôn cho anh, người quản lý hôm nay tự nhiên vẫn sẽ là anh. Kết quả giống nhau, nhưng chỉ là hai con đường không giống nhau thôi. Nhưng nếu thật hắn có lòng, anh cần gì phải dị đính hôn cùng La Văn Anh? Anh có cố gắng kết quả cũng là uổng phí. Em có biết, chắp tay nhường cho so với dựa vào chính mình lấy được, càng làm cho anh khó có thể tiếp nhận. Bởi vì việc này ý nghĩa là anh uổng công mất đi em. Phó Nhiễm rất ít khi thấy Minh Tranh để lộ tâm tình. Nghe xong lời này của hắn, cô cũng không giật mình. Anh không phải là uổng công mất đi tôi, anh có được La Văn Anh. Minh Tranh nghiêng đầu, như cười như không. Em cố ý làm anh tức chết. Ca ca, đường là do chúng ta tự chọn, không ai cầm dao chống vào cổ của chúng ta. Tiểu Nhiễm,
Em lý trí hơn anh tưởng. Phó Nhiễm không nói toạc ra, thật sự cô cùng Minh Tranh là không thể nào. Nếu Minh Tranh cũng chưa từng phá lớp quan hệ mông lung kia, cô cần gì phải tự vạch trần vết sẹo. Mặt khác, trong lòng Minh Tranh đã có tính toán khác. Hiện tại vị trí của hắn vẫn chưa vững vàng, chuyện hủy hôn cần có thời gian mới nghĩ đến. Xe của Phó Nhiễm vẫn để ở phòng làm việc, nên Minh Tranh đưa cô về đó lấy. Phó Nhiễm chưa về ngay, đợi Minh Tranh đi trước rồi mới gọi, hẹn tổng chức cùng Tần Mộ Mộ. Tranh cãi đôi ba câu, Phó Nhiễm hẹn hai người gặp mặt ở nơi dành riêng cho người đi bộ. Cô lái xe hướng tiến đến chỗ kia, thấy một chiếc xe vượt qua từ phía sau, chạy song song với cô. Phó Nhiễm không thích đua xe, cô cẩn thận đem xe nép vào bên cạnh, lại thấy đối phương dứt khoát chen lấn chung đường. Cô chăm chú nhìn, mới phát hiện người đàn ông trên ghế lái hết sức quen thuộc, có thể không phải là Minh Thành Hữu sao? Phó Nhiễm muốn tránh ra, sau khi đi qua một ngã tư đường, xe của hắn cố tình gần sát cô, lại không để cho cô vượt qua. Đến cuối cùng, dứt khoát lái xe ngoặt sang. Phó Nhiễm hoảng hốt vội vàng nhấn chân ga, Minh Thành Hữu vùng một cái, xe thay đổi phương hướng, hai chiếc xe thiếu chút nữa đụng đầu vào nhau. Phó Nhiễm chưa hết hoảng sợ, lấy tay vỗ ngực, sợ hãi trong lòng khó có thể xua đi. Hắn điên rồi, khẳng định là điên rồi. Minh Thành Hữu vẫn ung dung ngồi trong xe, không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Hắn vẫy tay hướng Phó Nhiễm, ý bảo cô xuống xe. Cô nhớ rõ tại quán cay Tứ Xuyên có lẽ một mình hắn uống hết bình rượu, trừ khi đầu óc cô cũng không tỉnh táo mới có thể xuống xe. Cô dùng sức ấn còi ô tô vang lên, không thấy hắn đem xe tránh ra, nhưng lại thấy cửa xe bước xuống, bước chân có chút không yên đi về phía cô. Chương 6 năm, rơi xuống địa ngục, mất đi. Phó Nhiễm giật mình cảm giác có cái gì không đúng, vội vàng nhấn ổ khóa, khóa kín toàn bộ cửa xe. Thân hình Minh Thành Hữu lảo đảo lắc lư đi tới bên cạnh xe cô, hai tay cũng không để ý đau đớn dùng sức đập vào cửa xe. Xuống, em xuống cho anh. Tránh ra, Phó Nhiễm cũng cào giọng. Dứt khoát nóng lòng như muốn đập vỡ cửa sổ xe, Phó Nhiễm không còn cách nào, không chọc nổi còn không trốn thoát sao. Cô muốn lái xe rời đi, nhưng không nghĩ Minh Thành Hữu lại đưa tay ôm lấy kính chiếu hậu, rất có khí thái anh hùng liều chết đánh một trận. Phó Nhiễm không đề phòng, vội vàng tắt máy. Minh Thành Hữu, anh náo loạn đủ chưa? Em xuống đi, anh có lời muốn nói với em. Phó Nhiễm mở ra một khe hở trên cửa sổ xe. Có bài học thất bại trước, đó là cô còn dám thông cảm cho hắn sao? Minh Thành Hữu này giờ cho lờ bịp như là cơm bữa. Có lời gì, nói qua cửa sổ đi. Anh đã nói với em. Hai tay hắn nắm chặt lấy cửa sổ xe, gương mặt tuấn tú tiến tới. Phó Nhiễm thật sự cho là hắn muốn nói điều gì, nín thở suy nghĩ trong chốc lát, lại chợt thấy hắn dùng sức lay động cửa sổ xe. Phó Nhiễm kinh ngãi. Dừng tay. Dao động nữa thì cửa sổ xe liền rớt xuống. Xuống cho anh. Em có xuống hay không đây? Có tin là anh sẽ nhấc xe em lên không? Minh Thành Hữu nói xong, động tác lại liên tiếp lay lay. Phó Nhiễm không biết có thể nói cái gì với kẻ say. Có chuyện gì thì hôm nào hãy nói. Minh Thành Hữu lại chỉ chuyên chú lay cửa sổ xe. Một chiếc xe con đi qua, đi được mười mấy mét lại quay lại. Một người đàn ông hơn 40 tuổi từ trên xe bước xuống. Ông đi tới gần ghế lái phụ. Cô không sao chứ? Có phải gặp phiền toái không? Có cần tôi báo cảnh sát không? Người đàn ông nhèo mắt lướt qua mui xe nhìn về Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm nói khẽ. Ông đi đi. Phó Nhiễm, nếu em không xuống, anh tháo bánh xe của em ra, có tin hay không? Minh Thành Hữu nâng gương mặt tuấn tú nhìn hướng người đàn ông trung niên.
mắc mớ gì tới ông, cút ngay. Cậu, cậu cần ăn đòn phải không? Người đàn ông cũng thấy tức giận. Phó Nhiễm lại không dám khoanh tay đứng nhìn. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở khóa. Đừng rung. Cô không tin hắn có thể ấn luôn cả cô ở con đường lớn. Người còn không chui ra khỏi ghế lái liền bị Minh Thành Hiếu níu lại cánh tay đem dắt cô ra ngoài. Bước chân Phó Nhiễm nhẹ nhàng, rất nhanh may mắn điều chỉnh được. Minh Thành Hiếu vốn là tự mình đi còn không xong, kéo thêm cô càng không nên thân, cuối cùng lại đặt mông ngã ngồi ở trên đường. Người đàn ông trung niên thấy thế, cũng chính là vợ chồng Son buồn bực. Nếu không phải là con gái mình thấy có việc tinh thần hăng hái muốn giúp đỡ, ông cũng lười không muốn xuống chen vào. Phó Nhiễm đứng ở sau lưng hắn, thấy hai chân hắn duỗi thẳng, ống quần dính bụi cũng không quan tâm. Trong lòng cô lại thấy khó chịu, khi nào thì Minh Thành Hữu nghèo túng thành ra như vậy. Hai tay hắn chống sau lưng, cánh tay kéo đến thẳng tắp, ngón áp út tay trái mang chiếc nhẫn tình hôn của bọn họ. Anh muốn nói gì với tôi? Hắn vỗ vỗ bên cạnh. Ngồi đi. Phó Nhiễm đứng im, khóe miệng Minh Thành Hữu nhẹ vén lên. Ngại bẩn sao? Giả say chưa rất khá đúng không? Phó Nhiễm, em cố gắng mà chịu đựng đi. Có người nói thật lòng với em, một chiếc thuyền chìm còn có thể lấy lên một cái khác. Không phải em đã nói là sẽ không đi tìm Minh Tranh sao? Vậy thì em sợ nếu không có lý do này, anh sẽ không để cho em đi sao? Hắn nhất cằm dưới, gương mặt vẫn như cũ là gương mặt khôi ngô lạ thường, gọi là người đẹp trai nhất thị trấn Nghênh An, thật là hoàn toàn xứng đáng. Em có ngu hay không? Em muốn đi chẳng lẽ anh có thể miễn cưỡng giữ được em sao? Anh uống nhiều rượu rồi. Đúng vậy đó. Hắn gật đầu. Chính là uống nhiều quá, thế nào? Phó Nhiễm hết cách với hắn. Có phải do tôi nói là đã hủy hôn, anh mới canh cánh trong lòng như vậy? Minh Thành Hữu mạnh người trống lên, bàn tay vỗ nhẹ mấy cái, cảm giác xa lạ, xa cách trong mắt làm Phó Nhiễm sợ hãi giật mình. Đột nhiên hắn cười to nói ra, đường cong gò má cứng ngắc rơi vào trong mắt Phó Nhiễm, hẳn là vườn miệng vô hạn. Tại sao anh lại chưa từ bỏ ý định? Hắn điên cuồng nói một câu, Phó Nhiễm bùi ngùi thở dài. Tôi gọi điện thoại cho chú Vương đưa anh trở về. Em phải trở về sao? Anh tiễn em về. Minh Thành Hữu tiến lên nắm chặt cổ tay Phó Nhiễm, tâm tình cô kích động hấp ra. Kẻ điên, tự tôi sẽ đi về. Hay là anh đưa em đi? Minh Thành Hữu nắm tay Phó Nhiễm lần nữa, cô sợ hãi kêu lui ra, chỉ nhớ về chuyện lần trước vẫn còn như mới. Đừng đụng vào tôi. Mới lùi hai bước, Minh Thành Hữu đã bước nhanh đi tới trước mặt cô. Phó Nhiễm muốn trở lại bên trong xe, nhưng hắn lại ngăn cản không chịu nhường đường. Cô bàng hoàng sợ hãi, vung điện thoại trong tay lên hù dọa hắn. Anh còn như vậy, tôi báo cảnh sát. Em báo đi. Hai mắt Minh Thành Hữu đỏ ngầu. Anh là con trai cảnh sát trưởng. Bốt cảnh sát là nhà anh mở, xem anh có sợ em hay không. Lời nói chưa dứt, người liền nhào về phía trước. Sau đó Phó Nhiễm nhấc chân chạy, lại bị Minh Thành Hữu đè lại đặt lên trên trụ cầu. Bụng cô dựa vào hòn đá, phía sau lưng đau buốt toát ra mồ hôi lạnh. Buông tôi ra. Mặt của Minh Thành Hữu vùi sau lưng Phó Nhiễm, hắn bất ngờ hé miệng cắn vào miệng cô thật mạnh. Phó Nhiễm hít một hơi lạnh, lúc đó thân thể hai người dán sát chặt vào nhau không thấy khe hở. Cảm giác toàn thân mệt mỏi, Phó Nhiễm khẽ nghiêng mặt sang một bên. Tôi không nên dừng xe dù là có đụng ngã anh. Lời này em cũng có thể nói được. Hắn phả hơi thở vào cổ Phó Nhiễm, chặt đưa tay giằng điện thoại di động của cô.
có nhiễm rẫy ruộng, khiến cho va chạm càng phát ra nhạy cảm. Cô cảm thấy cái đó của Minh Thánh Hữu nóng rực sau mông cô. Không phải là em muốn báo cảnh sát sao? Để anh xem em làm sao báo đây. Nửa người dưới phó nhiễm bị ép tới gắt gao, cô vươn cánh tay ra mới không bị Minh Thánh Hữu giành mất điện thoại. Hắn đưa tay ôm lấy trước ngực cô, càng thù càng chặt. Phó nhiễm vội vàng ấn phím. Mau buông tay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát thật sự. Hai tay Minh Thành Hữu đổi sang ôm eo phó nhiễm, mặt vùi sâu vào cổ cô, đột nhiên thấy lạnh lẽo dưới cổ áo, điện thoại di động kết nối được với đầu dây bên kia. Phó nhiễm dùng sức, đẩy ra, thấy hắn vẫn không buông tay, động tác lại càng xấu xa. Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát. Cô tìm lý do, ở đây có người say rượu làm loạn. Phía sau có rất ít người đi qua đường, chỉ có vợ chồng son mới có thể lãng mạn giữa mùa đông ôm nhau trên cầu hóng mát. Cho đến lúc chiếc xe cảnh sát kêu vang từ xa đến gần, phó nhiễm mới giật mình, cô đùa quá mức rồi. Minh Thành Hữu vẫn trong tư thế bất động như trước, hô hấp bình tĩnh, giống như là đang ngủ say. Một cảnh sát giao thông trẻ tuổi ngắm nhìn, giống như nơi này chỉ có hai người họ, hắn có vẻ nghi ngờ. Xin hỏi... Phó nhiễm chỉ Minh Thánh Hữu phía sau lưng. Anh ta say rượu. Một cảnh sát giao thông khác thấy có vẻ không đúng. Rõ ràng đêm khuya say rượu, lại giở trò lưu manh. Không đúng, không đúng. Phó nhiễm xua tay. Không có giở trò lưu manh. Quan hệ của hai người là thế nào? Cảnh sát giao thông tiến lên nắm chặt lấy bả vai Minh Thành Hữu, kéo hắn từ sau lưng phó nhiễm ra. Hiển nhiên là người đàn ông trẻ tuổi không nhận ra hắn. Phó nhiễm vội vàng giải thích. Chúng tôi là bạn bè. Bạn trai sao? Không phải, bạn bình thường. Cô ấy là bà xã của tôi. Minh Thành Hữu chèn miệng nói. Không phải. Vị cảnh sát giao thông liếc xéo phó nhiễm. Điện thoại báo cảnh sát là cô gọi chứ? Phó nhiễm thành thật gật đầu. Vâng. Một người cảnh sát giao thông khác lấy ra máy đo nồng độ cồn thả vào miệng Minh Thành Hữu. Ngậm vào, dùng sức thổi hơi. Hắn mím chặt môi không phối hợp, phó nhiễm có chút mơ hồ. Nhìn vẻ này giống như là say rượu thật. Nhưng không phải Minh Thành Hữu đã ngạo mạn nói bốt cảnh sát là nhà hắn mở sao. Mặc dù sa sút nhưng không đến nỗi bị điều tra thật chứ. Ngậm vào, dùng sức thổi hơi. Vị cảnh sát giao thông không kiên nhẫn lặp lại. Minh Thành Hữu vô cùng không tình nguyện, chỉ phó nhiễm bên cạnh, nói chuyện cố ý tỏ vẻ người nói ngọng. Việc này, thực sự thì việc này buổi tối bà xã tôi cũng làm. Anh để cô ấy thổi đi. Phó nhiễm nghẹn họng trần trần đứng nhìn. Hai cảnh sát giao thông trẻ tuổi nhìn nhau, gương mặt phát ra vẻ ửng hồng khả nghi. Một người cất máy đo nồng độ cồn đi qua. Nghe người này nói chuyện cũng thấy là say rượu. Nhất định là say rượu lái xe. Đi thôi, mang về xử lý. Phó nhiễm thấy chuyện ồn ào thật không hay, cô vội vàng ngăn cản. Thật xấu hổ là tôi đã đùa giỡn, tôi không báo cảnh sát nữa. Cô cho, bốt cảnh sát là nhà cô, hắn như vậy nhất định là có vấn đề. Đợi chúng tôi về, còn phải xem camera theo dõi xem có phải anh ta say rượu lái xe hay không. Đi thôi. Hai người lôi kéo Minh Thành Hữu lên xe cảnh sát, phó nhiễm nóng lòng đi theo sau. Vậy, mấy người xử lý như thế nào? Một khi là thật, thu lại và hủy bằng lái xe, còn phải giữ lại rồi thả phạt tiền nữa. Giam giữ, Minh Thành Hữu cũng ngoan ngoãn, có lẽ là uống rất nhiều rượu rồi, cứ thế đi lệ theo lên xe. Phó nhiễm không chút nghĩ ngợi mở cửa xe chui vào, cứ mua dây buộc mình như vậy, đi theo đội cảnh sát giao thông,
Lúc hai người cúi đầu ra ngoài, kim đồng hồ đã chỉ về phía rạng sáng. Phó Nhiễm lo lắng đi phía trước. Sau một hồi láo loạn, Mình Thành Hữu cũng hoàn toàn tỉnh rượu, từ từ đi theo ở phía sau. Lục lọi khắp người, trừ điện thoại di động lại không tìm được một xu. Phó Nhiễm đứng ở đầu đường. Sau đó đại Mình Thành Hữu đến gần mới tức giận mở miệng: "Có tiền sao?" Hắn đảo lộn túi, trong người không có đồng nào. Trễ như thế, cô cũng không muốn gọi ai tới đón. "Chẳng phải chuyện gì anh cũng có thể giải quyết được sao? Tôi chỉ gọi điện thoại hù dọa anh thôi, thiếu chút nữa bị ném vào bốt cảnh sát thật." Cô tiếp tục đi về phía trước, mãi không nghe thấy tiếng bước chân đi phía sau. Phó Nhiễm ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Mình Thành Hữu đứng ở cách đó không xa, bóng đêm cô đơn chiếu lên vai, hai vai khẽ run rẩy. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Phó Nhiễm, một chiếc bóng thật dài kéo thẳng đến cạnh chân cô. "Phó Nhiễm, anh nói lúc là mình tam thiếu trước kia." Chỉ một câu nói, cô liền chút giận. "Đi thôi, chúng ta dừng xe cách đây mấy cây số đấy." Rốt cuộc là Phó Nhiễm không đành lòng. Cách một quán nhỏ bán khoai lang nướng, Mình Thành Hữu đứng lại đó không chịu đi. "Muốn tôi ăn một cái sao? Bán xong tôi liền dọn quán rồi." Phó Nhiễm quay lại bên cạnh Mình Thành Hữu: "Anh có tiền sao?" Hắn lắc đầu. Phó Nhiễm móc túi một lần nữa: "Tôi cũng không có." Chủ quán thấy hai người cũng không tiền, hàng hái lúc trước cũng hoàn toàn không có. Mình Thành Hữu đứng đó không chịu đi: "Còn nhớ quà tặng đầu tiên của em cho anh sao?" Hắn kêu cô là quỷ hẹp hòi, bởi vì khi quyền lực của hắn ở đỉnh cao nhất, món quà cô tặng hắn lại là nửa củ khoai lướng. Phó Nhiễm kéo tay Minh Thành Hữu đi về phía trước, hắn cầm lại thật chặt, cho đến lúc tay cô hằn lên vết đỏ. "Minh Thành Hữu." Giọng nói Phó Nhiễm khẽ run, có chút bi thương không thể gọi tên thấm vào trái tim. "Tại sao có lúc anh lại như đứa nhỏ chứ?" Người đàn ông đi phía sau không trả lời, hai chiếc bóng một trước một sau thân mật dựa vào nhau. Nhưng bóng dáng cuối cùng chỉ là bóng dáng mà thôi, tất cả không phải là thực tế. Trước đó, Tống Chức đã gọi điện thoại thúc giục cô tới, Phó Nhiễm nhắn tin lại, nói tạm thời có chuyện không đi được. Quá nửa đêm, ở trên đường rất lạnh, đều không thấy tiếng chiếc xe nào đi qua, tiếng giày da lẫn lượt phát ra tiếng lộp bộp trên mặt đường. Xa xa, có thể nhìn thấy hai chiếc xe dõi đầu vào nhau. "Tôi gọi cho chú Phương tới đón anh về." "Không cần." "Nhưng bằng lái của anh..." Phó Nhiễm đi tới bên cạnh xe Minh Thành Hữu, giật mình nhìn thấy cửa xe của hắn không khóa. Cô kéo cửa ra vào trong, chỉ thấy bên trong bị lục lọi vô cùng bừa bãi. Đừng nói là ví tiền, ngay cả hộp khăn giấy, thậm chí cái đó có thể đều bị phá nát. Ghế ngồi da thật đều bị dụng cụ sắc bén lột hết, bị cướp rồi. "Làm sao anh lại không khóa?" Mình Thành Hữu thở ơ xòe tay ra nhún vai: "Em vội vàng báo cảnh sát gấp gáp thế, anh xem có vẻ là chính em cũng không có khóa." "Vậy sao?" Phó Nhiễm hoàn toàn không nhớ rõ có khóa xe cửa trước khi đi hay không. Cô vội vàng chạy đến bên xe của mình. Đúng là như vậy, cửa xe còn bị mở một cái lỗ. Không thể nghi ngờ, bị đối xử giống y xe của Mình Thành Hữu. Cô tức giận đến mức thiếu chút nữa nói tục. Cuối cùng thì Phó Nhiễm vẫn phải gọi điện thoại cho chú Vương. Hai người tựa vào thành cầu chờ đợi, Phó Nhiễm cũng không dám để Mình Thành Hữu một mình giữa đường. "Về sau anh có tính toán gì?" "Đi một bước, tính một bước thôi." Mình Thành Hữu ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc nhìn về giữa không trung. "Thật ra thì quan hệ của cha anh nhiều như vậy nên vẫn còn chứ.
cho dù Hào Khôn để lại cho Minh Tranh, nhưng dù sao... Minh Thành Hữu lạnh lùng ngắt lời cô. Nếu như điều của em nói là sự thật, cha anh đã quyết định đem công ty lại cho Hào Khôn, anh còn muốn quan hệ của hắn làm gì? Anh cần gì? Chuyện của anh không phải em chắc là sẽ không xen vào nữa sao? Hắn nhìn xuống gương mặt lúc sáng lúc tối trong đêm của Phó Nhiễm, trong giọng nói tràn đầy tìm kiếm hy vọng. Hai chân cô trước sau đứng thẳng, mắt nhìn về hai chiếc xe. Minh Thành Hữu, trái lại, tôi cảm thấy tốt nhất chúng ta cứ như người lạ thì hơn. Chú Vương tìm được Minh Thành Hữu, trên cây cầu lớn như vậy, chỉ có bóng lưng đơn độc của hắn. Hắn đứng đưa lưng về phía đường lớn, hai tay vịn vào lan can lạnh như băng, cũng không biết đang nhìn cái gì. Lúc đến gần, chú Vương mới phát hiện ánh mắt Minh Thành Hữu không hề có mục tiêu, giống như trống rỗng hoang vu. Tam thiếu. Hắn quay mặt lại, đôi môi mím chặt, chú Vương lo lắng lên tiếng lần nữa. Tam thiếu, phu nhân đang chờ cậu ở nhà. Trái với người lạ. Hắn bỏ lại bốn chữ, lúc này mới cất bước đi về phía xe dừng ở ven đường. Bên trong Y Vân thủ phủ, từ rất xa có thể nhìn thấy đèn vẫn sáng. Lý Vận Linh đứng ở cửa chính, khoác một chiếc áo choàng màu lá đỏ phong. Tiêu quản gia đứng bên cạnh, tinh thần không tốt, tựa vào cửa như có ý buồn ngủ. Minh Thành Hữu tiến vào phòng khách, Lý Vận Linh nói chú Vương cùng tiêu quản gia đi nghỉ trước. Bà nhìn thấy Minh Thành Hữu bước nhanh tới cầu thang. Thành Hữu. Vâng. Mẹ nghe chú Vương nói, điện thoại là do Phó Nhiễm gọi. Tại sao con còn ở chung một chỗ với cô ta? Bước chân Minh Thành Hữu dừng lại, hắn không trả lời Lý Vận Linh, lại đi lên mấy bậc thang. Lý Vận Linh đuổi theo tới chân cầu thang. Không lẽ, nhất định trơ mắt nhìn bọn chúng cùng nhau làm hại con mới không ôm hy vọng nữa. Thành Hữu, làm sao mẹ lại không phát hiện ra, con không từ bỏ được? Đúng thế, là con không bỏ được. Minh Thành Hữu cầm áo khoác vắt ở cánh tay, ra sức ném xuống đất. Cho nên, đừng ai động đến con. Con... Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa lầu 2 truyền đến một tiếng rầm. Có một chút hy vọng, dù là nó sẽ theo khe hở tuột ra khỏi tầm tay, nhưng lúc có thể nắm bắt được thì hắn không muốn chủ động buông ra. Cho tới bây giờ thì Minh Thành Hữu cũng không phát hiện ra là mình không từ bỏ được một người. Bắt đầu từ lúc nào, hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Cả đêm, Lý Vận Linh không ngủ. Sau khi Minh Vân Phong qua đời, tinh thần của bà trở nên rất kém. Nằm trên giường, thường có cảm giác sẽ nghe thấy tiếng cửa phòng bị người nào đó mở ra. Hơn nữa, đột nhiên Hào Khôn đổi chủ, mẹ con Minh Tranh ở trước. Truyền thông lên giọng nói, không khác nào dội lên một chậu nước bẩn vào bà. Lý Vận Linh cả đời hiếu thắng, cũng tranh giành cả đời. Giọng điệu này làm sao có thể nuốt xuống được. Đồng hồ báo thức lướt qua một giây, giống như cát chảy, bà lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Hơn nữa bây giờ, Minh Thành Hữu hoàn toàn không lo lắng cho sự nghiệp, bà càng thêm lo lắng bất an. Lý Vận Linh khoác áo khoác ra khỏi phòng, thấy đèn ngủ chính vẫn sáng. Bà đi tới cửa, khẽ gõ vào cánh cửa. Thành Hữu. Không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Lúc Minh Thành Hữu lên lầu, Lý Vận Linh ngửi thấy khắp người toàn mùi rượu. Bà đi tìm cái chìa khóa dự phòng, vừa mở cửa ra thì cửa lại không khóa. Trong phòng ngủ, chỉ có một chiếc đèn ở ngoài ban công là sáng. Xem ra là Minh Thành Hữu lần mò đi vào phòng, va vào thứ gì đó lộn xộn dưới đất. Lý Vận Linh tìm hết trong phòng cũng không thấy bóng dáng Minh Thành Hữu đâu. Thành Hữu, Thành Hữu! Giọng nói của bà lộ ra vẻ khẩn trương, tìm tới tìm lui cả phòng thay quần áo cũng không có. Một trận gió lạnh thổi phè phè vào trong căn phòng ấm áp, bức rèm tối màu trên cửa sổ bị quay phất phơ thành một vòng,
phần đuôi gần như chạm vào mép giường, sau đó mới nặng nề rơi xuống. Lý Vận Linh thấy cửa đi ban công mở, tiếng bước chân bà qua tấm thảm. Lý Vận Linh vén rèm cửa lên đi tới ban công, tìm một lần nữa, không thấy một bóng người. Ánh mắt bà khó nén được thất vọng. Rốt cuộc là ở đâu? Hai chân đang định quay lại, tầm mắt bất ngờ lướt qua một góc. Đầu tiên là bà ngẩn người ra, về sau phải dùng tay bụng miệng lại. Trong hốc mắt bà như bị phỏng, bóng người trên trở lên mơ hồ trong mắt. Bà nhìn con trai bình thường ngày được bà nâng niu trong lòng bàn tay, lúc này lại nằm ở trong góc lạnh ban công, mặt dán lên bên cạnh cửa sổ sát đất, một chân duỗi thẳng, một chân kia cong lên. Hết tập 17. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.